Quang cảnh hội trường của tỉnh ủy. Liệt sĩ, đây là liệt sĩ tỉnh. Thương, thương. Còn đây là cái này là thư viện tỉnh. Đây là thư viện tỉnh Thái Bình. Công trình chào mừng đại hội đảng của tỉnh ấy. Vâng, công trình này là công trình chào mừng đại hội đảng. Hôm nay là các đoàn của các liên hiệp các hữu nghị của các nước hôm nay của tỉnh Thái Bình về để dự hội nghị. Hôm nay là khu trong của nhà thư viện tỉnh. Toàn bộ bên trong. Còn đây là khu vui chơi thể thao. Hôm nay không có các cháu nào thể thao nhỉ? Tí nữa có. Đàn bà rồi cô gái đội nón quay thao đi vào chuồng gà bắt trộm gà nhà tao. Đây các bạn xem đàn bà bắt gà trộm gà, có ba con gà nhà tôi mà ấy vào mà anh bắt. Rất là đẹp đàn gà. Thứ ba ngôi đấy để tôi quay. Quay đó xuống ngoài này. Nó bảo vệ vợ nó đấy, vào đấy, bắt trộm nó đó. Không biết lối trả. Gà trống đang linh ra đấy, đang bảo vệ cho người yêu vì đang bị kẻ trộm bắt trộm. Kẻ trộm đang bắt con gà vợ của nó. Nên là chú gà trống ra để bảo vệ đấy. Thôi em ra đóng cửa vào cái. Chia mặt này.
không đến đón bà thi nhé. Thế vừa tôi cất cá này. Đấy. Gãy bố rồi, ma bẻ gãy mà rồi.